San tiết cổ thụ ở trên vùng cao này cô bác này. Đấy, mọi cái mặt hàng chúng được gửi cho cô bác thì đều có cái logo của bản em cô bác nhá. Đấy, chè này thì mẹ cháu được tự đi lên trên đồi chè và đi đi hái về xong là tự sao đó cô bác. Đấy, cháu được cũng rất là mong các cô bà cô chú anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng thiện nguyện nho nhỏ của mình nhé cô bác. Ở đây thì cháu được sẽ gồm có là mật ong rừng này và mật ong khoái và có thêm là mật ong bạc hà cô bác nhé. Cháu được xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Cháu được xin chào quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bạn em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu được với em Sử là sẽ đi xuống huyện để lấy một ít xăng dầu về để anh em còn chở vật liệu của bác. Và cô bác có theo dõi được những thước phim thì cái phần sắt với lại xi măng thì cháu Lực cùng em Sử lại thêm vào một số anh em trong làng của em Sử nữa thì cũng đã chở xong hết mọi cái rồi, đi vào cái phần nền nhà của các em thôi. Thế bây giờ chỉ còn cát này với lại sỏi này với lại đá này cô bác này thì vận chuyển mấy cái thứ đấy vào nữa thì là cũng sẽ dần vào hoàn thiện rồi cô bác. Hiện tại thì cháu Lực với em Sử đang ở trên một cái con đập, người ta thường gọi là cái chỗ này là cái con đập thủy điện đấy cô bác. Còn bây giờ thì cháu Đức sẽ ghi hình một chút ra cái khung cảnh ở cái thủy điện này cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết. Hiện tại thì mấy anh em đang đứng ở một cái chân cầu bằng sắt. Sử có thấy đẹp không? Hả? Mặc dù là mình ở đây suốt rồi nhưng mà mình chưa được nhìn thấy những khung cảnh ở trên cao như này đúng không? Ở đây thì bây giờ đang rất là cao rồi, một giây là 120m rồi. Anh em mình đi xem cái thủy điện nhá. Anh sẽ đưa thử đi xem, anh sẽ đưa Sử đi xem cái thủy điện á. Ui, anh ngược hướng rồi. Anh điều khiển thì cũng nó cũng chưa được mượt mại cho lắm. Anh em mình đi xem cái thủy điện nào. Hiện tại là đang cao hơn là 120m này. Ở đây thì nó có, cái này là chiều cao của nó, nên là lúc mà mình đi đấy, thấy nó nhảy nhảy này. Tôi thấy điện, cái thủy điện này thì được xây dựng từ rất lâu rồi. Sử có biết là cái thủy điện này được xây dựng từ bao nhiêu năm không? Không biết ạ. Nói là từ lúc anh cũng đang học, hình như là anh đang học lớp lớp 3 hay lớp 4 thủy điện đấy. Hiện tại thì là ba anh em lá lại di chuyển đến gần 4 huyện rồi các bác. Đây ở đây là đang Trấn Lực đang đứng ngồi cái cầu mà nó cũng phải nói là rất là dài luôn các bác ạ. Và cái cầu cao rất là cao. Từ nhà ra đứng cầu ấy từ mấy lần rồi ạ? Hai ba lần rồi ạ. Nên ba anh em mình lại nhìn trên vị trí cái cao xuống một tí nhá. Đấy, cũng chia sẻ luôn cho tất cả cô bác anh chị cũng biết ở trên cái địa điểm ở trên Xín Mần này cũng có một cái cầu. Cái cầu mà phải nói là rất là dài và rất là cao luôn các bác, cái cao quá. Hơi thẳng ở đây là cái thiên nhiên nó phóng cũng hơi nhanh nhá. Còn là em sẽ mang đi bảo dưỡng một chút cô bác ạ. Sau mua được mấy tháng rồi nhỉ? Được 2 tháng, 3 tháng rồi đúng không? Em mua được 3 tháng thì một tí nữa có được xe mang em sửa xe của em đi bảo dưỡng luôn. Cửa xe đi bảo dưỡng. Đói chưa? Sử đói chưa? Như nào? Thế thì bây giờ anh em mình đi rửa xe trong ba xe đi bảo dưỡng đi ăn sau nhỉ? Bây giờ thì cũng là 9 giờ rồi, mình đi ăn sau đi bảo dưỡng. Đi cùng đường thì thôi. Hiếu với Quân đúng không? Ừ, hai chị anh em ấy. Vâng, nhưng mà lại không đi vào đường này mà con lại đi vào đường này này. À, lại đi ngược. Thế thì sáng nay nếu mà biết thì... Không, giờ đấy nó đi sang bên này. Vâng. À. Giáp biên Su Phi ấy cô. Đi đường mà... Giáp nàng đôn của Su Phi rồi. Vâng, sao? Cô tỉnh là đi đường này, nếu mà biết như thế thì hôm nay này. Sáng nay cô gọi cho cháu thì không liên lạc được, chắc ngủ. Vâng, không thì cô để đấy. Không, bây giờ cho con vâng. Lực mang đi. Vâng, cứ lại đi từ đấy sang thì nó vẫn qua huyện đấy. À, vâng. Thế à? Vâng. Thế không biết thì lại phải khổ lại chú ý tận vào đây, mất bao nhiêu cây số. Không sao, cô ạ, nhận được những phần quà của cô thì được đấy. Vậy xong là mình làm.
Thế vừa rồi thì cháu Lực với lại bạn Hiểu cũng vừa mới di chuyển từ bên thị trấn sang, còn em Sử thì bây giờ đang ở kia đợi cô bác. Cháu Lực cũng nhận được một cái phần quà của cô của chị Thúy Nguyệt ở bên Nam Mỹ. Thúy Nguyệt, cái bộ dao này là bộ dao của Tama TV. Các bạn đưa cho hộ Quân ơi nhé. Thì cháu thay mặt em Quân là cảm ơn cô Thúy Nguyệt. Đấy thì cháu sẽ thay mặt bản Lực là sẽ trao cho em Quân. Vì hiện tại thì em Quân là đang đi học. Đấy. Còn nhà của em Quân thì bây giờ tới đâu bạn? Nhà thì bây giờ là tôi đang chuẩn bị đổ cột. Đổ cột. Thế anh em mình có thể sang bên kia để xem một chút không? Cháu Trinh xin mến chào tất cả quý bác trên kênh của bạn Lực, bạn em. Thế thì hôm nay bạn Lực lại có dịp ra ngoài này. Một phần là sẽ trao phần quà này cho em Quân. Và một phần là bạn Lực cũng trao cái phần quà của một cô ở Lào Cai. Đấy thì cô có gửi một ít quà đến cho hoàn cảnh của em Quân. Với em gì nữa nhỉ? Quân nhớ à? Nó là cái ngôi nhà này dâu này làm xong mình có một quả view mà nó rất là đẹp đấy nhỉ. View này thì view 1 triệu đô rồi. Cái con thang này thì mấy nữa mình mới làm xong đấy chứ nhỉ. Thế phải nói là ngôi nhà của em Quân đâu cô bác, thì theo anh cháu Lực nhìn thấy là có một cái view mà rất là đẹp luôn. Nhưng mà em sợ độ cao là nguy hiểm lắm đấy. Nhưng mà cái này là bây giờ đang chuẩn bị là đổ thêm một tầng nữa đây à? Đổ à, bây giờ là tầng này thì sẽ bây giờ bắt đầu đổ cột, sau đó là xây lên thôi. À bên trên sẽ không đổ mái nữa. Hôm nay thì cháu Lực cùng bạn Hiểu với lại em Sử xuống các bác thì cũng có chuyển thể lấy luôn một ít xăng nữa. Tại vì là chở vật liệu đi vào thì mình phải dùng xăng, bởi vì nếu mà mình dùng xăng ở trên kia thì rất là đắt. Còn không biết là hôm qua bạn đã theo dõi cái phim mà tôi chia sẻ lên chưa? Bây giờ thì vật liệu mọi cái thì sắt với lại phi thì bây giờ cũng đã vận chuyển được vào rồi. Bây giờ chỉ còn là gạch với lại đá nữa thôi. Đấy. Đến chiều tối nay thì thợ thì cũng bảo là lên làm láng rồi. Thợ lên rồi đúng không? Thợ đi là tối nay chuẩn bị đến làm láng thôi. Đây tôi ở trên đấy thì có những cái công việc gì mà phát sinh thì hai anh em mình sẽ trao đổi qua điện thoại với nhau. Bây giờ thì các bạn cũng phải di chuyển sang bên kia một chút đúng không? Đấy thì trước thì quá trình cũng có thường xuyên là trao đổi với cả bạn Lực từ những cái ngày mà bắt đầu đào móng rồi là làm nhà của ba ông cháu của bác nhé. Thì cháu Trình thì cũng không có thời gian thường xuyên là lên nhà của ba ông cháu, thì thỉnh thoảng cháu Trình mới lên thôi. Và ở đấy thì bây giờ bạn Lực là sẽ lo về cái phần thô trước đã, còn về cái phần hoàn thiện hay là tiền công thợ thì cháu Trình sẽ là người chi trả các bác nhé. Công thợ là để thợ làm mấy ngày đó nhỉ? Công thợ thì hôm nọ làm một đồng thì tôi gửi trước cho là hội thợ là 5 triệu thôi. Đấy, bây giờ bắt mình làm một đồng nó bắt đầu phải mình cọc cho người ta. Đấy rồi mấy nữa người ta làm đến tầm độ 30% rồi, xong phần móng rồi thì mình sẽ gửi thêm độ tầm là 30% hay bao nhiêu nữa. Đấy thì mình cứ để thợ ra bắt đầu tiến hành làm đã, rồi mình gửi ấy xong. Còn cái chỗ này thì cách ra trong kia là tầm mấy mét thì mới đến mặt đường mà. Tính ra là từ chỗ này ấy, chỗ này ra đến 9 mét. 9 mét rồi. Cho cách xa 9 mét ấy, nhưng mà ở đây nó kiểu là nó khi mà đổ đất, lúc đầu là tính đổ đất vào cơ. Nhưng mà đổ đất xong là sợ sau này ngôi nhà nó bị ảnh hưởng ấy, bị nghiêng ấy, xong đó là lại xúc đất ra và làm cái... Là cái ngôi nhà này thì bạn Trình với lại anh Quyền tính toán rất là cẩn thận đi cô bác, thì mới làm được cái ngôi nhà mà nó kiên cố và chắc chắn và đẹp như hiện tại này cô bác ơi. Hôm nay mình có nhận được một cái phần quà. Bác Hà thì mình cũng thấy được nên là con em Quân luôn cô bác. Quân với lại chị. À hôm nay là xuống với cả em Thử à? Hôm nay xuống cả Thử. Hôm nay ba anh em xuống thì là mới chuẩn được đấy thì cái phần dầu với xăng ấy thì chú bạn đi xuống sau đó là lấy xem là hết bao nhiêu tiền thì để tôi gửi trước nhé. Đây là con áo vest của bé Hiếu. Vâng.
xin giới thiệu với cô bác thì hôm nay cháu Lực đi xuống thì có nhận được một phần quà là của cô Trinh. Cô có nhờ cháu Lực gửi tới cho em Quân với lại bé Hiếu nữa. Đây nhá, đây là của cháu. Đây là tặng cho cháu à? Ừ. Ô, cô rất là cô rất là chú đáo luôn cô bác. Tặng một cái đèn. Đây là đèn. Đây là quần áo dép cho bé Hiếu này. Dạ. Đây là 10 cái quần. Dạ. Cái quần với lại một cái đèn pin to là cho bé Quân để đêm hôm. Đây là hai cái dép. Vâng. Biết là bé Hiếu có vừa tại vì là nhìn ở trong canh thì nó video thì nó khác. Cô chọn áo rất là đẹp. 3 tuổi thì chẳng biết là có vừa cô không. Như này là vừa rồi cô ạ. Bây giờ cô chọn áo. Cô phân vân là chọn nó bé là bây giờ chọn mặc. Bây giờ chọn áo phải chọn to to một tí thì sang năm mới mặc đấy. Được. Như này thì là đâm sâu có thể là mặc được thêm nữa rồi. Cô còn sợ bé. À, như này là vừa rồi ạ. Đấy. Cô chiêm chọn quần áo đẹp thế. Thì để cho bé nó mùa đông nó ấy. Thì cô nhờ cháu phát triển cho bé nha. Đây, giày. Dép, như là chả biết là có vừa không. Đây, ôi như này là vừa rồi cô ạ. Đấy. Thì kiên thông dưới rồi. Đây là 10 đôi tất. Một, quả là một dây luôn rồi. Đấy, 10 đôi tất cho bé luôn để mùa đông bé đi học. Dạ. Đấy. À, bé này là em gái của Quân đấy đúng không? Đúng không, Quân em rồi. Gái Quân đấy. Cái đây là đấy. Những phần quà mà đích thân mà cô tự đi chọn đó cô bác. Phải nói là cả cái tấm lòng của cô gửi tới cho em Quân với lại bé Hiếu luôn. Đấy, cháu cũng... thay mặt là em Quân với lại gia đình của em Quân một lời cảm ơn tới cô. Đây cô mua một cân thịt nhé. Dạ. Một cân thịt để. Dạ. Còn thịt thì chắc là để như ngoài của. Dạ. Đấy. Cô cũng nhờ cháu nếu mà có thời gian thì. À, tình yêu đạo. Cô sẽ lên thăm hai bé. Vâng. Vì là cái bé rất là khổ. Vâng. Trong thời gian tới thì cháu cũng thấy rất là mong sẽ được gặp đón cô lên trên thăm cháu. Dạ, vâng ạ. Thực ra là xin chào các bác nhé. À, cũng mong là các mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng chung tay giúp đỡ cho bé Quân với bé Hiếu. Tại vì bé Quân là một bé nó có 14 tuổi thôi mà bé phải gánh vác cả gia đình nuôi bà, ông bà và em. Thì mong các cô các bác là thương bé thì giúp bé cho có một căn nhà. Để cho bé có cuộc sống tốt hơn. Xin chào các bác nhé. Hôm nay thì cô có ở lại đây chơi lâu không cô? Không, chiều là cô về rồi. Dạ vâng. Tại vì hôm nay cô được nghỉ tại cô. Dạ vâng. Cảm ơn cô nhé. Không, cô về nhé. Cô sẽ giúp. Bây giờ cô có thời gian thì cô lên cùng cháu lên thăm hai bé. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Cho cô gửi lời hỏi thăm ông bà nhé. Dạ vâng cô ạ. Với hai bé nhé. Bây giờ cô có thời gian thì cô lên chơi. Dạ vâng. Còn mà cái lán mà anh A Hồng cùng với lại đội mấy anh em trong đội thợ xây dựng đúng không anh? À, chào anh nhá. Chào anh Hồng nhá. Dạo này sức khỏe thế nào anh? Tốt mà. Cháu Hồng xin chào tất cả các bác và anh chị ở trên kênh bạn em nhá. Hôm nay thì có cô Chiêm từ biên Bắc Hà Lào Cai sang bên này để thăm ông bà cụ cũng như đội thợ ông cháu, nên là cũng một phần quà cho em Quân ở bên chỗ bản em Lực đang đi chia sẻ hoàn cảnh với các bác. Vâng, thì nay thì muốn có Lực mua cho bé Quân ở bên này một bộ con dao. Là bản thân cháu là một phần là bố nuôi của Quân, thứ hai là thợ gắn bó ở đây, cháu rất là vui khi được nhận con phần quà của em Lực. Ê, trong thời gian tới thì em cũng có làm nhà bao cháu ấy, thì có những cái vấn đề gì mà không hiểu thì em điện thoại cho anh và anh chỉ dẫn em với nhá. Ok, vấn đề đấy là đây nhá. Bây giờ thì các anh với lại cô thì cũng chuẩn bị là đi ra bên kia thăm ông bà. Vâng. Dạ vâng. Là trên con đường chuẩn bị là dạ vâng, con cảm ơn cô nhá. Dạ. Cô mong rằng là tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng chung tay đồng hành với các cháu để giúp các hoàn cảnh khó khăn. Dạ vâng. Hôm nay là Lực là quà đi xong quà về đấy nhỉ? Dạ vâng, anh vừa có quà về cho em Quân lại vừa có quà đi cho em Quân ở bên anh của em. Hai Quân. Hai Quân ạ. Hai Quân. Như là quà đi quà lại về. Hai bé Quân đều được vâng. Có quà. Thế bây giờ về luôn. Vừa rồi thì cháu Lực cùng em bạn Hiệu thì di chuyển từ bên chỗ nhà của phía em Quân về cô bác. Một cái chặng đường mà nó phải nói là cũng khá là dài, đi gần 3-40 cây số.
Thì bây giờ thì cho em xử, em ấy vừa tỉa xong tóc rồi, bây giờ thì cho em ấy gội đầu một chút. Nằm xuống đi, nằm xuống ra kia, xong rồi cho chị gội cho. Chị gọi chị ấy là em. Hả? Sợ hắn cháu đi học rồi. Đi học á? Đi học gì nữa? Hai xử hôm nay thì có kiều nữ gội đầu cho cô bác ạ. Cảm nhận xử nhá, xong rồi tí nêu cho anh tí cảm nhận xem là được gái gội đầu cho là cảm giác như nào. Được không? Anh mặt cứ bình thường thôi, không căng thẳng. Đấy. Đừng căng thẳng. Xả nước ấm ấm một tí em ạ. Không à. Không à, anh nó bị ốm thì anh buồn lắm. Chưa nóng à? Ấm. Em một tí nữa thì cháu Lực với bạn Hiệu là cũng sẽ cắt luôn các bác. Tại vì là mấy anh em lâu lâu mới xuống đây một lần thôi. Có công việc thì mấy anh em mới xuống. Chứ còn không có công việc gì thì mấy anh em toàn ở trên bản kia là nhiều. Vâng anh ạ. À. Anh ấy đang gội đầu màu gì ấy? Gội đầu màu gì ạ? Có vẻ như có vẻ như là cháu Lực nhìn thấy là chủ quán nào thì cũng mang trên mình những cái bộ tóc mà rất là đẹp các bác này. Hay đây thì cũng là chị chủ quán này. Bông này màu gì ấy chị? Màu này màu vàng á? Em thấy giống màu hạt dẻ rồi. Nhờ. Sự thì bây giờ gội đầu một chút đi nhá. Anh cũng đi cắt tóc một chút. Không? Nhiều em không? Nhiều được anh đứa nhá. Mai anh lên thì làm gì? Anh lên ở với Lực nhá. Lên! Rồi! Thì mấy anh em cũng đã đi cắt tóc xong rồi các bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đưa xe của em Sử ra cái chỗ mà hôm nọ bạn Trình mua xe đấy để bảo dưỡng một chút các bác ạ. Tại vì là đi một cái quãng thời gian thì cũng ra khá là lâu rồi, thì chắc phải được gần 3 tháng rồi các bác. Anh ơi, bây giờ anh của em xem một xe này anh bảo dưỡng lại cho em với nhá anh nhá. Đi được một thời gian rồi, 3 tháng rồi. Ở trên xá thì có đi bảo dưỡng lần nào chưa? Ở trên xá thì đã đi bảo dưỡng lần nào chưa? Chưa à? Thế má phanh, má phiếc thì đã thay cái nào chưa? Má phanh thay đằng sau rồi. Má phanh thay đằng sau rồi à? Vâng. Đấy. Phải nói là trên đường của nhà em Sử các bác thì phải thường xuyên là thay cái má phanh liên tục này. Tại vì là đi đường đèo cho nên là phải phanh rất là nhiều. Hôm nọ là thay cái má phanh đằng sau rồi à? Vâng. Trước này chưa thay à? Chưa thay à? Đấy. Con xe này thì cũng được bác Trần Thị Tiên. Bác gửi tiền cho bạn Trình để bạn Trình cùng cháu Lực hai anh em đi mua. Nhưng mà hôm đấy là do là cháu Lực bận một chút việc các bác, không thể xuống đây cùng em Sử để mua. Nhưng mà trong thời gian đó thì cháu Lực ở nhà sẽ thường xuyên bảo em Sử nhắc nhở em ấy mang xe ra bảo hành thường xuyên thì mới bền được các bác. Bây giờ thì cái gì mình dùng mà người ta bảo là của bền thì tại người cả thôi các bác. Thì do mình bảo dưỡng xong thì mấy anh em sẽ đi ăn và sẽ lấy một chút xăng dầu về để mình
vận chuyển cái vật liệu trên kia. Sử thì đã đói chưa? Có rồi ạ. Đói rồi à? Thế thì bây giờ mình bảo dưỡng xe xong thì mình đi ăn sau nhá. Vâng. Bây giờ thì em ở đây, em ở đây nhá. Vâng. Hay bây giờ thì chắc là hai anh em sẽ ngồi ở đây đợi anh thợ mà để bảo dưỡng các bác. Anh ơi, tầm bao nhiêu phút nữa thì được anh? Một tiếng à? Một cái quãng, một cái thời gian thì cũng khá là lâu, cho nên là chắc là mấy anh em sẽ di chuyển ra kia uống một chút nước cô bác ạ. Sử thì có thấy lạ lùng không? Thấy bơ ngơ không? Khác ở trên quê mình không? Khác rất nhiều nhỉ? Hay ở dưới này thì có rất là, còn ở dưới này thì rất là đông đúc và xe cộ một cái thì rất là nhiều đúng không? Sau một thời gian thì anh cũng đã bảo dưỡng là gần xong rồi các bác. Bây giờ thì thay thêm má phanh này sau này nữa. Anh vặn lại mấy cái con ốc mà nó bị lỏng lỏng đây thôi nhá. Đây bây giờ bảo dưỡng thì chỉ có vặn lại những cái con ốc mà nó bị lỏng ra này, xong là thay thêm là những cái má phanh thôi các bác. Cái xe thì còn rất là mới. Mới mua được có 3 tháng thôi. Xe này thì phải nói là cái tài sản quý giá nhất của em Sử rồi. Cho nên là cho Đức sẽ không để cho em Sử phải dùng cái xe này để chở vật liệu nhiều các bác. Tại vì nếu mà chở vật liệu nhiều thì sau một quãng thời gian thì xe nó hư hỏng và rất là nhiều. Và cho Đức cũng đã quyết định là dùng con xe máy cũ của cho Đức đưa cho em Sử để mới chở vật liệu xong cái phần là ngôi nhà đã. Con xe của cho Đức thì bố Đức mua cũng rất là lâu rồi, cho nên là bây giờ nó cũng đã xuống cấp và hỏng rất là nhiều rồi. Bây giờ thì sửa xong thì mấy anh em cũng sẽ đi ăn cơm với bác. Bây giờ thì cũng đã là 11-12 giờ rồi. Sử thì chắc là cũng rất là đói rồi các bác. Đây hai anh em, ba anh em lặn lội từ trên nhà xuống thì xuống từ rất là sớm. Đến đây thì cũng gần là 8-9 giờ đồng hồ rồi. Từ trên nhà của cháu Lực xuống thì nếu mà thời tiết không mưa như này các bác, đường đi mọi cái nó rất là thuận lợi thì đi chỉ có là độ 2 tiếng rưỡi là đến nhà rồi. Nếu mà lai thêm cái đồ gì ấy, thì phải đi tầm 3 đến 4 tiếng. Ở đây thì mọi những cái đồ mà cháu Lực xuống mua các bác ở trên xá thì không có, thì đều phải di chuyển từ rất là xa, di chuyển từ trên xá xuống đây để mua. Ở dưới huyện thì người ta mới bán đầy đủ đồ hơn. Vừa rồi xe của em Sử thì vẫn còn đang bảo dưỡng như kia các bác. Thế bây giờ thì hiện tại là cũng là 12 giờ rồi, cho nên là mấy anh em quyết định là sẽ đi ăn cơm đã. Cơm hả? Ấy, có anh đây nhở? Bên kia cũng là của anh mà. À, em. Vâng, mấy hôm em thường ngồi như thế này ăn cơm ấy. À, nhầm rồi, ra bên đây. Ở đây là cái khu chợ này các bác này. À, có cơm không? À. Cho anh 3 suất cơm đi. Nha. Cơm với gì ấy? À? Lấy chú 3 suất cơm nhá. Đây. Bây giờ thì mấy anh em sẽ ăn cơm nữa các bác. Ok. Anh em ngồi bên này. Nó rộng rãi. Bây giờ thì ba anh em cũng sẽ ăn cơm thôi các bác. Cái tiêu này thì anh em sẽ cùng nhau là đi xuống với huyện rồi là đi cắt tóc này, xong đi ăn này và đưa xe của em Sử đi bảo dưỡng nữa. Thấy một chút nữa thì ăn cơm xong thì anh em sẽ di chuyển là chở xăng dầu về nhà để còn tối nay cùng đội thợ để mà làm lán nữa các bác. Bây giờ ba anh em cũng sẽ ăn cơm nhanh nhẹ rồi dần dần đi về với bác. Bây giờ những cái hàng đến nhà nhất phải tầm 3 giờ 3-4 giờ rồi. Bây giờ cháu Lực xin được tất cả bảo anh chị là cùng anh em ăn trưa. Hôm nay không chốt thì thấy rồi muốn đọc thôi, lại thịt luộc lại rau nữa lắm. Bây giờ thì chắc cũng phải dừng máy quay đi nhỉ, cho cả hiệu ăn được không bác ạ? Sử ơi, uống nước gì Sử? Sử ơi, uống nước gì? Bạc xỉu từ từ xanh cho Sử trước là uống sinh tố xoài đúng không? Thế lần này thì cho Sử uống là... cho em
cacao nóng anh nhá. Xem một cacao nóng này. Thử uống sữa chua đánh đá này. Hiệu uống nó gì? Bạc xỉu. Bạc xỉu. Vâng, hai bạc xỉu, một sữa chua đánh đá, một cacao nóng. Vâng. Và bây giờ hiện tại thì mấy anh em cũng đang ăn cơm xong rồi các bác. Di chuyển lên trên này uống nước một chút. Và cũng tiện thể là review luôn cho cô bác anh chị là cùng biết là trên Xín Mần cũng có một cái điểm mà uống nước và một cái điểm để mà check in chụp ảnh thì cũng rất là đẹp cô bác. Hình như là cháu được nhìn thấy ở trên này thì cũng có phòng tắm thuốc này cô bác này. Đấy, tắm thuốc của người Dao Đỏ ấy. Trong này cũng có một cái view cũng rất là đẹp đấy cô bác. Chắc là khách cũng vừa mới ngủ nghỉ xong. Đấy, anh em mình chọn cái bàn này đi, ngồi cái bàn nhỏ xinh xinh lên đi. Hay còn về phía về nhà của cháu Lực với lại em Sử ấy các bác thì đi ra hướng bên kia kìa. Hầu như là bây giờ không nhìn thấy nữa luôn, ở tít cái đoạn mà sương mù kia luôn. Sử thì cũng ra đây uống nước với cháu Lực là lần thứ hai rồi các bác. Hôm nay thì mấy anh em xuống thì đi xuống chở xăng. Và phải nói là chuyến hôm nay thì cháu Lực với em Sử với lại bạn Hiệu họ đi thêm một chút công việc nữa các bác. Di chuyển đi ra nhà em Quân kia gửi cái phần quà của chị Nguyễn Thí tới cho em Quân. Và cháu Lực cũng nhận được lại một cái phần quà của cô Chiêm, cô ở Bắc Hà có gửi cho em Quân và bé Hiếu của bác. Hay những cái phần quà đấy thì một tí nữa về đến nhà thì cháu Lực sẽ đưa xuống cho em Quân và bé Hiếu sau của bác ạ. Cô Chiêm thì cũng chỉ theo dõi những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thôi. Cũng rất là để ý khi mà em Quân với lại gia đình thiếu thốn những cái vật dụng gì thì cô đều đích thân đi lựa. Xót coi mà từ trên cao xuống để cho các bác anh chị là cùng chiêm ngưỡng về cái những cái cảnh ở trên Xín Mần này các bác. Đấy, huyện của cháu Lực là thuộc là huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang các bác. Các bác có theo dõi những thước phim thì cũng đã biết cháu Lực là ở đâu rồi. Thì hôm nay thì hai anh em xuống. Bây giờ thì uống nước xong thì đi về thôi nhỉ? Vâng. Uống nước xong về đâu? Hả? Uống nước xong anh em mình đi về đâu? Về nhà. Đi về nhà hay không biết là phải uống nước xong về nhà. Vừa rồi thì mấy anh em cũng có đi bảo hành xe này và đi mua xăng các kiểu mọi cái thì cũng đã xong rồi. Giờ anh em uống nước một chút rồi thì cũng sẽ di chuyển đi về thôi cô bác. Bây giờ tầm trời mát mát thế này thì chắc là có khi anh em di chuyển thì đi sẽ tầm độ tầm 2 tiếng rưỡi thì là cũng đến nhà rồi. Thế hôm nay thì phải nói gọi là bỏ ra một nửa ngày để đi thôi cô bác. Mỗi lần mà cháu Lực đi xuống huyện này thì đều cháu Lực đều bơm xăng đi về luôn. Tại vì là ở trên xá thì vẫn có thôi, nhưng mà nó cái xăng các bác thì người ta lại bán giá mắc hơn. Thành ra là lúc anh em mua nhiều thì là đi xuống đây để mua luôn. Còn là bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bác anh chị là cùng uống nước với lại mấy anh em. Sử đi đang uống nước gì có biết không? Không biết ạ. Không biết à? Đây gọi là sữa chua đánh đá. Vâng.
À, bây giờ thì chú Lực đang đau họng của bác thì uống cacao thôi. Cacao nó nóng một chút. Còn bạn Hiệu thì uống này là gì đây? À, bạc xỉu à? Bạc xỉu. Một cái ly ở trên này bán thì hình như là cái ly này là 30 nghìn thì sao các bác? 30 nghìn đấy. Bằng mình uống nước ở trên nhà bằng 3 lon rồi nhỉ? Vâng. Nhưng mà nó cái gì cũng thế. Tiền nào của đấy người ta bảo. Với lại cộng thêm một cái view nữa, một cái view mà anh em mình ngắm nó cũng ngang bằng ở nhà sử đấy nhỉ? Vâng. Em mua tội là nhà sử là ở dưới này không có nhiều đông dân cư như này thôi. Ở chỗ này gọi là nơi sầm uất nhất ở. Nơi sầm uất nhất rồi. Đấy, trước kia cháu Lực cũng đã chia sẻ rằng rồi là trước kia cháu Lực đi học với cô bác đi học từ rất là xa, đi học ở tít ra dưới Quế, ở Quế huyện nhất là cô bác này. Đi thì có khi thì 1 tháng, có khi thì 3 tháng mấy về một lần thôi cô bác. Còn cái thức phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị đã theo dõi hết video ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị. Ở đây thì có cả măng ớt này cô bác này. Ở đây thì có cháu Lực nhìn thấy là có cả rượu bạc kích này. Xong là cái quả artiso này. Cái màu của artiso thì rất là đẹp cô bác này. Artiso này thì ở trên vùng cao cũng có là cao artiso các bác nhá. Quả cao luôn đấy. Cao này thì nếu mà mình một là lạng của nó thì cháu Lực cũng không biết là rơi vào bao nhiêu tiền. Ở bên Lào Cai thì mới có. Nhưng mà lấy về là mỗi lần cô bác mà lấy ra uống ấy, khoét cắt một miếng nhỏ xong mà cho vào nước khuấy khuấy lên là uống nó sẽ có vị hơi đắng đắng một chút cô bác. Đây thì cháu Lực nhìn thấy toàn rượu với lại rượu thôi. Ở đây thì cũng nhìn thấy là có cái cây lá mắt gan mắt nhiệt này. À cái này thì mang đi xem là mang đi sắc nước cả nhỉ. Đúng không? Cái này thì cái lá mắt gan này. Chỗ này là chắc cháu Lực nghĩ là tầm rơi vào tầm là 5 lạng thôi. Này là 5 lạng. Còn cái này thì không biết là cái gì đây. 150 ngàn. Chè dây à? À cái này là chè dây sao đúng không? Còn cái này là cái gì đây? Mấy cái sản phẩm này thì cháu Lực cũng chưa có nắm gió là lắm các bác. Nhưng mà cái này là nhìn là như kiểu chè dây này. Nhưng mà sắp giống cái giảo của Lam đấy các bác. Cái giảo của Lam. Không có lá thì thời gian là không có phân biệt được. À, còn đây là giả của Lam đây. À đây. Đây còn đây là giả của Lam này các bác này. Cái giả của Lam. Đây cháu Lực nhìn thấy là giả của Lam này ở trên kênh anh chị Quyền Điển TV thì cũng có bán rất là nhiều. Đây này cũng để mang sắc nước mà cũng uống thôi. Cái này thì cây lá đắng. Cái này thì cũng mang gì? Xịt tầm quốc à. À đây thì có cả cháu Lực nhìn thấy có cả măng chua này các bác này. Rất là thơm luôn các bác. Ui rượu thì nhìn ngâm trong cái củ này, củ to này. Củ này thì cháu Lực biết củ đinh lăng rồi nhỉ, không phải. Cái củ này là cháu Lực biết cây nhưng mà là không biết cái củ nó là cái củ gì các bác. Cái rau ở trên kia thì người ta hay dùng để nấu cá các bác, cái lá của nó ấy. Bên này thì cháu Lực nhìn thấy có cả hạt ốc chó này. Đây là hạt ốc chó đúng không các bác? Bây giờ chỗ này thì cháu Lực cũng nhìn thấy là bán rất là nhiều những cái đặc sản ở trên vùng cao này. Đây là trà sơn mật, đây là trà này. Còn ở đây thì cũng là mật ong này. Đây là chắc là mật ong rừng, là mật ong khoái. Mật ong hâm ngâm hoa đu đủ nữa. À, có thể nói là đủ thứ luôn các bác. Đây thì có cả hạt dổi này. Hạt dổi này thì chắc là cũng như là rất là thơm đúng không á? Hạt dổi này, hạt dổi to. À, cái này là hạt dổi, hạt dổi là loại khác các bác. Cháu Lực cái bán thì hạt dổi nó là màu đậm hơn và màu đen hơn.